Nuôi bò. Tất cả các bác chăn nuôi bò thời điểm này là các bác phải bình tĩnh, vì thực ra là giá cả thị trường thì nó lúc thế lọ lúc thế kia, nhưng mà ví dụ như các bác mà biết là biết được cái con bò lái, đặc điểm của nó là khi các bác chăn ấy, kể cả bất kể giá cả nó có lên có xuống thì các bác chỉ giảm mất con bê đi vài triệu, còn con bò mẹ là nó mình xác định nuôi lâu dài thì các bác cũng yên tâm. Đấy, cho nên là nhiều bác là hoang mang cứ bảo bò rẻ cho nên các bác không muốn chăn. Đấy, nhưng để tình trạng con bò nó nhiều con nó rất là gầy. Vì mình con của mình chăn nó như thế nào thì nó sẽ được như thế nhỉ. Ví dụ như cả bò như này chẳng hạn, nếu các bác mà chăn tốt một chút thì nó cũng rất béo đẹp. Đấy, các bác để này, nó gầy này, đến sữa nó còn không có luôn. Đấy, cho nên là chăn nuôi mình phải xác định tư tưởng nó là con bò lái là mình nuôi lâu dài, chứ không phải là ngày một ngày hai. Cho nên là các bác nên chăn tốt một chút. Thứ nhất là nó con nó sẽ mập và đến lúc mình bán thui nó cũng dễ bán. Đấy, như nhiều bác là chăn không chú ý cám, cứ bảo cám đắt không cho ăn, thế là con bò nó rất là gầy. Đây, bò mẹ mới đẻ sang đứa thứ hai mà nó rất là gầy như này thì các bác bảo là làm gì có sữa để cho con nó bú được. Đấy, cho nên là các bác nên yên tâm. Ví dụ như nó có rẻ thì nó chỉ rẻ vài triệu con bê, cho nên là con bò mẹ nhưng nào mình cũng phải chăn tốt cho nó để cho nó có nguồn sữa tốt để nuôi con. Đấy, những kinh nghiệm thực tế bọn em chia sẻ đến bà con và các bác. Các bác thì nhiều người chăn nuôi lâu năm rồi thì em không nói, nhưng mà có những bác là mới vào nghề chăn nuôi, thấy bảo bò rẻ cái là tư tưởng là không thông, cứ về cái là lại muốn bán ngay, nên là nhiều lúc nó rất là khó. Các bác nhớ là nếu mà bác nào mà còn đang chăn nuôi hoặc mới nuôi thì các bác lên học hỏi kinh nghiệm và mình nên chăm sóc, chú ý chăm sóc đến con của nhé. Đấy, để làm sao đến khi mình bán nó sẽ hiệu quả hơn. Con của nó chẳng hạn như mình bán ít nhất là nó phải được tầm độ 90 đến một tạ thui đổ lên nếu mà bán thịt, còn bán giống thì không có nói. Đấy là những kinh nghiệm thực tế. Các bác mà muốn chăn nuôi hiệu quả thì các bác nên làm như vậy nhé. Ví dụ như tầm tháng nhất thứ hai này không nói, nhưng mà từ bây giờ đổ đi là các bác phải hỗ trợ cám cả mẹ lẫn con để cho nó có nguồn sữa và hai con nó đỡ bú hơn. Đấy, nếu như con mẹ mà sữa nó đẳng cấp thì con nó sẽ đỡ hơn là rất nhiều. Ví dụ con mẹ nó gầy này thì làm sao có sữa để cho con được. Đấy, cho nên là các bác phải hỗ trợ cái nguồn cám thực tế mà cho nó ăn hàng ngày đều đặn thì nó mới có sữa nhiều, và con này nên cho ăn thêm một chút cám dử thì nó sẽ rất là nhanh lớn, nhanh có nguồn thu. Đây là những chia sẻ rất là thực tế từ em nhé. Chào các bác.